Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Luận Cái Bàn. Như đã hẹn thì ở số Luận Cái Bàn đầu tiên hàng tháng, chúng tôi sẽ đánh giá phim tháng trước và dự đoán phim tháng sau. Nhưng tháng 6 thì Vịt đi Huế chơi, nhưng mà có vlog trên kênh riêng của Vịt. Còn Linh thì chẳng cả. Tôi bận rồi. Và thế là bọn tôi không có quá nhiều thời gian để xem phim. Cho nên là hôm nay chúng tôi sẽ chỉ đánh giá các phim đã xem thôi. Tháng trước thế thôi. Nhưng mà tháng trước thì mình có công đoạn liệt kê các thứ. Luận Cái Bàn. Bộ phim khai màn tháng 6 là Spider-Man Across the Spider-Verse thì chúng tôi bắt sứa chán rồi. Chúng tôi ra tận 2 video. Ít hơn tận 7 cái so với phê phim. Có người cho là chưa bằng phần 1, có người cho là hơn phần 1. Tôi thì bảo là tôi thì chê cái gì đấy mà anh em chửi phết. Nhưng nói chung là hay nhất tháng phải xem ở rạp. Các bạn muốn cụ thể hơn thì tìm video review và talk show trước. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn là khen thôi. Một bộ phim đáng xem. Tôi chỉ hơi tiếc rằng là trong cái talk show lần trước ấy, tôi đã không thêm cái trộm vía vào. Vì vừa hôm đi Huế tôi đọc thấy một cái mẫu tin bảo rằng là đội ngũ artist của Spider-Man bị bóc lột. Hóa ra là gở mồm. Họ đã phải ngồi không trong vòng 3-6 tháng nhé. Xong rồi sau đấy lại phải làm việc quần quật liên tục một ngày 11-12 tiếng trong nhiều tháng sau đấy. Và có người bảo rằng là lương bị cắt xén, có người bảo là ông cầm trịch phiêu lốt, ông ấy không có tư duy hình hài và lại còn độc đoán, thế là nhiều cảnh vẽ xong xuôi hết rồi đem mắt vẽ lại 4-5 lần liên tục, cảnh nào mà chỉ phải chỉnh sửa một tí thôi là rất may mắn. Và đấy, cứ làm quần quật như thế, xong cường độ thì nặng, tần suất thì liên tục, và thế là trước khi mà cái dự án hoàn thành thì đã có khoảng gần 100 artist bỏ việc. Nói chung là drama phết. Ông biết cái gì drama hơn không? Phim Hàn, không phải bom dốc. Tôi ít xem phim Hàn. Thế là tôi cũng thế, nhưng mà gần đây thì có cái phim Raw Up, No Way Out này thì khá ổn. Dịch ra là Không Lối Thoát thì vậy. Đây là phần phim thứ 3 của loạt phim Thành Phố Tội Phạm với sự góp mặt của Ma Dong Seok này. Nhưng mà không cần phải xem mấy phim trước thì vẫn hiểu được. Nhân vật chính thì vẫn là ông chú Hàn Quốc tay to và công an Seoul. Nhưng mà thay vì là những tên giang hồ cầm mã tấu và rùi cui như phần 2 thì giờ họ phải đụng độ với những tên sừng sỏ trong thế giới ngầm này với súng, ống đạn dược, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai đụng chạm đến địa bàn làm ăn của bọn chúng, kể cả cảnh sát. Một cái mô típ quen thuộc thôi, chẳng qua là xem vì hành động mãn nhãn. Và cuối cùng thì nhân vật chính giải quyết súng đạn bằng cách đấm. Một ông cơ bắp trong vai cảnh sát trong một cái series truyền hình dài tập, nghe giống The Rock phải. Truyền hình đâu, nó là series phim dài tập. Ừ. Không, series phim. Nó cũng hơi Fast and Furious Hàn Quốc một tí. Nói chung là ăn đậm nhất năm nay luôn, nếu mà nhớ không nhầm. Nói chung là cái phim này thắng khá lớn ở Hàn Quốc này, ăn khá đậm. Và tôi nghĩ là nhà sản xuất thì có thể vắt sữa cái franchise này. Đề tài mà cảnh sát phá án thì có rất là nhiều cách khai thác, so với cái mâu thuẫn giữa cảnh sát và tội phạm đánh nhau, rồi là có một ông gọi là vigilante kiểu xong rồi đấm nó vẫn hay. Nội dung thì thuần giải trí, dễ hiểu, cũng không quá mất não, nhưng mà kiểu nghĩa là nó là một bộ phim mà ông xem để cho vui. Ngoài ra thì còn có hai phim kinh dị Thái ấy, là Hun Payon, Bùa Hình Nhân và Tá Chú Cấm, Home for Rent. Phim kinh dị năm nay tôi thấy khá là chán, vì tôi khá là mong chờ vào cái phim kinh dị của Thái. Cái Bùa Hình Nhân thì lấy cảm hứng từ một cái loại bùa hình nhân hộ mệnh nổi tiếng ở Thái Lan. Cái phim nói về nhân vật chính đến một hòn đảo hẻo lánh tìm anh trai, xong rồi anh trai bị buộc tội giết người và bị giết. Nhân vật chính ở lại điều tra thì lại phát hiện ra một cái đống cá chết khác. Xong sao? Ông chỉ kể đến thôi, không kể tiếp rồi. Tôi chỉ kể trước lâu thế thôi. Đúng rồi, tò mò đấy. Nói chung là màu sắc phim này tôi thấy ổn, nhưng mà cách dàn dựng và cốt truyện của phim nó cứ bị hơi trưng hợp một tí và khó hiểu đối với tôi. Nó sử dụng nhiều cái ống âm thanh để mà hù dọa, nhưng mà kỹ xảo nhiều lúc thì nó cứ phèn phèn nào. Tôi nghĩ là ông biết làm thế nào để mà cái hiệu ứng âm thanh nó tốt hơn không? Đó là cung cấp cho người xem tai nghe Onyo A70, tai nghe over ear pin trâu nhất với mức giá dưới 1 triệu đồng và thời lượng pin nghe tới 72 giờ thừa sức xem phim. Đây là tai nghe đến từ hãng DJ bán chạy nhất thế giới, chất âm chuẩn DJ, nhịp bay sấm động nhưng vẫn giữ được độ trong của âm thanh, đệm tai mềm, rất êm, làm từ chất liệu da, đeo lâu không sợ mỏi, đeo tai. Và đây là một cái hàng chính hãng được bảo hành 12 tháng, tặng kèm cả túi đựng tai nghe. Duy nhất chỉ từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 cho người xem hệ thống The Reviewer thì mua tai nghe One Audio A70 trên Shopee sẽ được tặng đồng hồ báo thức QPad TV màn hình LED kiêm đèn ngủ trị giá 299.000. Ôi, chính ra mua xong rồi giảm 300.000 nữa, tôi tặng thêm được. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Tôi cảm thấy mic lọt và trưởng, bởi vì người ta nghĩ ra chừng này để mà quảng cáo người tai nghe ấy. Còn tên của tôi thì mẹ tôi kiểu Việt là vừa. Nói chung là phim xem cũng được, có nhân vật chính đẹp trai các thứ, các chị em có thể đi xem. Tôi không có nhu cầu ngắm trai đẹp lắm, nên là thôi. Không chắc chưa? Tôi nghĩ là chắc rồi. Tôi nghĩ thế. Còn cái Tà Chú Cấm thì bỏ qua thì xem cũng tạm, nhưng mà nó không phải là siêu đáng xem ấy. Siêu recap thì nó nói về một cái kiểu dị giáo, một bà này đến một ngôi làng tẩy não hàng xóm, được với mọi người bắt đầu hỗn loạn. Tôi nghĩ rằng là mấy phim về dị giáo thì thường sẽ cần tạo được không khí mờ mịt và khó hiểu và hoang mang ấy. Nhưng mà cái phim này làm được đấy có vẻ là chưa xuất sắc lắm, kiểu chưa hình thành nút thắt, chưa gì đã quay ra giải thích rồi. Tôi nhớ là mọi người kể lại là cái phim đấy cũng chả máu me bạo lực hay là ma quỷ gì, mấy cảnh giết chóc thì bị cắt hết, không rõ là do nguyên tắc đã thế rồi hay là do kiểm duyệt. Với tôi thì tôi thấy nó chưa thả kỳ vọng lắm. Cá nhân tôi nhất khi mà nghe từ khóa kiểu phim về dị giáo thì tôi sẽ tuyệt vọng.
mong chờ những câu chuyện tởm lợm, phi lý, xong rồi vô nhân tính nữa thôi. Ừ, đúng, nghĩa là nó kiểu tinh kinh tẩm tẩm mà vì người ta tận dụng tôn giáo để bắt những người khác, để thao túng người khác làm cái trò bệnh hoạn ấy. Tôi được một ông vừa nặng ấy, con nước là nó tẩm vào gầm ghiếc, ông cứ muốn xem nó để mà... No! Để mà xem no. Một đứa giáo chủ đó là người như nào không? Xem mà những cái giáo dân bị lừa như thế nào mà lại làm những cái việc kinh khủng như thế. Nhưng mà phim này không thế đúng không? Ờ, phim như phim không thế. Tiếp theo là The Boogeyman. Phim này thì là cái nguyên tác là truyện ngắn của Stephen King này. Nó là kể về một cái gia đình Harper bị một thế lực siêu nhiên ám xong rồi quấy phá này. Siêu tóm tắt thì là về một ông bố xong rồi có chị gái phải bảo vệ em gái khỏi ông kẹ. Tôi xem xong thì thấy là cái nhịp phim hơi chậm, diễn thì tròn vai, âm thanh ánh sáng ok. Vì là dựa theo chuyện nên là tôi thấy nội dung phim thì khá là tròn trịa so với đa số nội dung phim cùng thể loại này. Điểm trừ thì không phải điểm trừ, nhưng cái phim này có nhiều jump scare. Thế thôi. Tôi nghĩ là một trải nghiệm đi xem với một người không khó tính và một người gọi là muốn đi xem phim ma vì là phim ma thì ok. Phim kinh dị trong năm nay thì hình như là còn Insidious 5 nữa. Phim đấy là tháng này ra này, xem trailer thì có vẻ là cũng ra gì phết đấy. Thế thì để cái đấy tí nữa nói đi. Bây giờ mình nốt vào phim tháng 6 đã. Mình có The Flash này. DC đã tốn tận 10 năm để mà xây dựng cả vũ trụ, xong rồi dùng The Flash để mà xóa hết đi này. Và chúng tôi các bạn review rồi. Nghĩ xả hơi lời lõm, âm thanh đủ dùng, nội dung thì cũng hơi lê thê tùy với người nào đấy, nhưng mà vẫn khá hay nếu mà so với phim siêu anh hùng gần đây. Chưa đến mức Across the Spider-Verse nhưng mà xem cũng được. Không tiếc tiền. Có tiếc. Em Trung có tiếc nên em Trung ho. Đúng ra thì phải có một số luận cái bàn về DC của James Gunn trong tháng vừa rồi. Nhưng mà ông đi Huế. Do tôi đi Huế. Chiếu ở lớp Huế. Cái phim đấy hiểu thấy bỏ lỗ lắm. Nhưng mà bỏ qua cái lỗ đi, chúng ta đến với Transformer, Siêu Nhân Gao, Rise of the Beast. Chúng ta cũng có bài review rồi, trong này trăm review phết nhỉ. Đổi mới nâng cấp dần dần đưa ra dáng, cho nội dung cả đa dạng. Sẽ trở nên recap mãi à? Kênh toàn recap gì đấy. Ông biết kênh nào nội dung cũng đa dạng nhưng mà video view cao vẫn toàn recap không? Tôi xin đặt chữ P. Và hai chữ P. Rất theo tiêu chí của dòng Transformer thì phim này nó vẫn ổn. Dù kỹ xảo tôi thấy tôi vẫn chưa sánh được với Michael Bay. Và nữ chính thì không bằng Megan Fox. Nếu mà thích robot biến hình với nhau thì xem ok. Optimus Prime, Opa of F thứ. Ờ, tôi thấy nhiều người vẫn chê cái đoạn Iron Man cuối phim ấy. Tôi thấy giống Rockman hay là Iron Man. Ờ kìa, Nettle xong rồi lướt và nó bắn, xong rồi vận trưởng. No Hard Feelings này, tên Việt Nam là Vũ Em Dễ Yêu thì phải. Ôi, No Hard Feelings là kiểu không cứng à? Không cảm giác cứng. Không cứng đúng không? Không cảm giác cứng. Không thấy cứng. Phim này là về Jennifer Lawrence nhận job từ hai ông bà già giàu có, đi hẹn hò với cậu con trai 19 tuổi hướng nội và đưa cậu này vào đời. Nghe thì có vẻ giống mấy cái kiểu phim hài lấy cảnh nóng ra câu khách ấy, nhưng mà cuối cùng thì lại khá là cảm xúc, dù là hơi dễ đoán một tí. Mặc dù nó được dán nhãn R nhưng mà tôi rất là recommend vì lý do duy nhất là xem nó vui. Tôi chán ngấy mấy cái phim quá dài, quá drama, xong rồi là quá theo công thức dạo gần đây rồi. Nên là mấy cái phim cả chạc gì đặc biệt như này tự nhiên nó lại hay. Nó hot feeling không hề có một cái tác hại nào và bổ sung cho các dòng phim đang chết dần này. Và nó có Jennifer Lawrence. Tôi yêu Jennifer Lawrence. Nhưng mà Jennifer Lawrence kiểu hay ấy, kiểu bà chị này hơi vô chi. Nên là bà ấy hay ấy, anh em mình xem nó khá thích. Và cuối cùng là Elemental. Phim này chết. Không sao cả. Tôi chưa dám, nhưng tôi nghe người yêu bảo thế. Phim này chết. Phim này thì giống Zootopia, thay vì cáo và thỏ thì là nước và lửa này. Phim Pixar thì vẫn có những cái đặc trưng thôi, là animation mượt này, bối cảnh sinh động này, đẹp này. Mỗi nguyên tố và các nhân vật thì đều thể hiện đúng với cái bản chất của mình này. Phim hơi nhiều suất lồng tiếng quá nên là hơi ít suất có phụ đề, nên là người lớn đi xem thì phải chọn hơi kỹ, hơi căn ke. Phim chiếu cho trẻ con là chính ấy. Về mặt nội dung thì nó không mới đâu, nó kiểu ngũ hành khá gần gũi với Việt Nam. Doanh thu ở đây thì cũng khá là ổn. Nhưng mà tôi thấy lên mạng thì nhiều người chê phết. Trong mấy group chê phim chê thấy bảo chê kinh lắm, tốn tiền, tiếc tiền lắm. Tôi vẫn nghĩ là phim này cũng xem được, cũng khá là hay. Đợt được gửi vé thì lại là suất công chiếu bản lồng tiếng nên tôi kiểu đọc đảnh chẳng muốn xem, tôi phụ đề hơn. Xong cứ kiểu việc này việc kia nên tôi quên mất. Tôi vẫn nghĩ là nó sẽ hay, nhìn có vẻ khá là triển vọng. Tiếp phép xem phim này với người yêu được. Nãy giờ nó khoe người yêu mấy lần này? Hai lần. Phim tiếp theo Indiana Jones phần 5. Cứ nhắc cái Indiana Jones tôi lại nhớ kết quả mớ lightsaber sao phải đang shot chả hiểu sao được nhiều view. Theo tôi biết thì đạo diễn phim này là cái ông cũng đạo diễn phim Logan ấy. Cái phim này theo tôi thì là một cái màn tri ân ổn với Harrison Ford này, vì Harrison Ford vẫn giữ được cái vai trò chính chứ không bị hạ thấp xuống thành phụ tá cho cô phụ tá như là phim Marvel. Nói chung là hành động thì nó cũng chỉ gói gọn trong cái phim săn kho báu của vật đổi bát thôi. Tôi thấy là họ áp dụng cái công nghệ trẻ hóa diễn viên khá tốt ấy. Tại vì cái phân cảnh đầu đánh nhau thì trông diễn viên vẫn khá là trẻ và mang cho người xem cảm giác một cái man mác buồn buồn hợp với người già hoài cổ. Tóm lại thì phiêu lưu cũng cuốn với một ít yếu tố là thời gian, hơi giống câu chuyện Doraemon. Doraemon á? Ừ. Theo tôi để ý thì có vẻ là fan của Indiana Jones ở Việt Nam có vẻ là không đông quá. Ừ. Nên là chắc là phim này cũng không đến nỗi siêu thành công của Việt Nam đâu. Với cả cái franchise thì nó cũng cú phết rồi. Mãi mà có một cái phần phim mới mà lại còn là phim hơi tri ân thì chắc là hơi flop. Có một bộ phim mà tôi chưa xem nhưng mà chắc chắn là phải đi xem, đấy là Ruby Gillmans. Vì sao? Tôi thấy nó kiểu một cú vả trực tiếp vào Disney ấy, kiểu một nhân vật tiên á giống Ariel nhưng mà không phải Ariel. Ariel.
không đọc theo tên nước. Ariel mà, nó tên là Ariel mà. Ariel. Nói chung là trailer nhìn thú vị phết. Dù thực sự mà nói thì tạo hình nhân vật nó không hợp gu tôi lắm. Tháng 6 còn phim nào nữa nhỉ? Tháng 6 tôi không nhớ lắm. Nếu không nhớ tức là không chắc. Đúng vậy, thế thì chúng ta hãy đến với dự đoán và thèm thuồng mấy phim tháng 7. Thèm thuồng? Mà fuck thèm thuồng. Thì vì tháng 7 có nhiều phim hay. Tháng 7 chúng ta có Mission Impossible 7 này, Nghiệp Quật này. Trailer trông khá hay, nhạc giật đùng đùng, hành động thì có vẻ cuốn, cast khủng. Ngoài cái dòng siêu anh hùng thì chúng ta cũng có dòng phim hành động bay nhảy của Tom Cruise với lại Vin Diesel này. Theo gọi là nghiên cứu khán giả nhá, thấy là càng về sau càng hay này, cân bằng giữa cái hình sự và hành động nhưng mà không bị nhảm nhí kiểu Fast ấy. Đem so với Fast thì hơi giống kiểu đem so Tesla với lại xe điện Trung Quốc à. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng mà tôi thấy Mission Impossible có thể phạt đầu Fast and Furious về mặt nội dung và bất cứ ngày nào. Tôi vẫn cảm giác rằng ông Tom Cruise này ông ấy lấy cớ đóng phim để mà ông ấy đi làm những pha hành động mạo hiểm ấy. Kiểu 60 tuổi rồi vẫn giết không cần đóng thuế, vẫn lao xe từ vách núi ra, trong khi mình 25 tuổi mình ngồi ghế văn phòng mình cái đau lưng nhìn cơ bắp phá phong độ các thứ thiên nhiên của mình. À đấy, tháng 7 mình có Insidious 5. Phim này thực sự là tôi nghĩ là tôi sẽ chỉ xem bởi vì tôi tò mò thôi. Tôi đã xem 4 phần trước rồi, tôi đã đọc recap 4 phần trước rồi. Và giờ tôi muốn biết chân tướng cái cửa đọc là cái gì. Mà chửi thề thằng Phúc, tại thằng Phúc mà tôi phải đọc kịch bản lúc 2-3 giờ sáng. Đang mở sheet kịch bản đọc để thu âm, tự nhiên thấy có sự xuất hiện của báo đốm ẩn danh lúc 3 giờ sáng. Trên Google Sheet ấy, có thể mọi người không hiểu. Nếu mà là Phúc vào thì nó phải hiện chứ Trọng Phúc Phạm. Nhưng mà không, đây là báo đốm ẩn danh. Lúc đấy sợ dã man. Tại ông cũng không hiểu về Google Sheet đâu ấy. Kiểu thế. Có thể là Phúc nó vào nhưng mà nó vào bằng cao khác chẳng hạn. Ấn sợ, nó chỉ là 3 giờ sáng trái đi vào kịch bản kịch bản cùng với tôi rồi. Xong hóa ra đấy là Nghĩa. Có thể à? Nó vào nhầm kịch bản. Thôi không phải là Phúc à? Không phải Phúc. Xong rồi có đoạn đang đọc đến chỗ kia mà con bé gõ gõ vào tường để mà trêu đứa hàng xóm ấy. Xong rồi nghe tiếng đứa hàng xóm gõ lại. Nhưng mà khi nhắn tin thì đứa hàng xóm lại bảo rằng là tớ đang về nhà thăm bà ngoại mà. Tôi vừa đọc đấy xong cái là có tiếng gõ cửa ở tường tôi. Thế xong sao? Xong tôi cũng sợ phết, xong rồi tôi tự nhủ kiểu thôi mình, nếu mà mình đằng nào mình cũng chết ý, thì mình đọc nó kịch bản cho anh em có cái mà edit. Nhưng mà nhớ ông không xuất ra được đâu. Nhưng mà nói chung là đã có clip rồi, đã có video rồi. Ok, đi xem đi, video hay lắm. Và sau đấy thì Việt đòi chuyển nhà. Nói chung là sau những cái chuyện đấy thì tôi có tư thủ ân oán với cả phim này. Và tôi nhất định tôi phải xem kết thúc như nào. Ông hay nhỉ, ông có tư thủ ân oán xong ông phải đóng góp để việc nó sẽ có phần sau á. Trong mấy phần đầu ấy, thì cái phim Insidious này nó hơi kiểu phim ma truyền thống một tí. Nhưng mà càng về sau thì tôi cảm tưởng nó lại càng giống một cái phim anh hùng siêu năng lực đấm nhau ấy. Tự nhiên đùng phát nói ra khái niệm là đi đấm ma, hài phết đúng không? Càng về sau đi đấm nhau ma, hài phết. Phim này kiểu có thêm một con chó nó là y hệt Scooby-Doo vậy. Đấy. Nhưng mà hài hơn nữa thì chắc có Barbie. Riêng cái phim này tôi chả hiểu là họ định làm cốt truyện kiểu gì nhé. Ryan Gosling thì hai trợ với kịch bản khá là thú vị và trông nó có vẻ vui. Lại còn có cả Margot Robbie. Margot Robbie thì đóng Oscar bait kiểu Babylon hay là Bombshell thì flop. Chứ phim xô thịt kiểu này thì chắc là nổ. Phim này em chắc như thế bảo là gây ra sự thiếu hụt sơn màu hồng ở Hollywood mà. Tại vì đạo diễn muốn tô hồng hết cả trường quay luôn. Em là Barbie World. Phim này là về búp bê trẻ con nhưng mà lại dán nhãn là PG-13. Tôi đoán là cũng sẽ có mỉa mai châm biếm này. Nhìn sơ thì có vẻ là kiểu chick flick, hài hài, nhảm nhảm. Nhưng mà tôi khá tin tưởng vào Ryan Gosling ấy, tại vì đóng những cái phim đấy có vẻ không hợp ấy. Ryan Gosling sẽ đóng những cái phim mà nó hài hài kiểu đắc đắc tèo tếu hơn cơ, chứ không phải hài nhảm. Theo tôi đọc được thì Margot Robbie từng trả lời Variety rằng Barbie là một con búp bê bằng nhựa đúng nghĩa. Cô ấy không có khái niệm ham muốn tình dục, vì vậy cô ấy đang bị tình dục hóa. Dù bản chất cô ấy không phải như thế, cô ấy có thể mặc váy ngắn nhưng đó là vì cô ấy thích và vui, chứ không phải là vì muốn khoe mông cho mọi người khác coi. Để tôi thấy quả này chán vậy. Tiếp theo, Oppenheimer. Well, phim Nolan thì không gì nói đúng không? Ông này làm cảnh cháy nổ thật luôn chứ không dùng kỹ xảo. Không biết là phim này làm về bom nguyên tử thì có cho nổ bom nguyên tử không? Nghe Nhật Bản không đồng ý đâu. Nếu ông chưa biết thì người ta không có một nước Nhật để dự phòng đâu. Tommy Shelby nhìn tôi nghĩ rất hợp vai. Và sau N lần đóng phim cho Nolan thì giờ đã có được vai chính. Tôi vẫn cảm thấy Tommy Shelby có đôi mắt quá đẹp để mà đóng cái phim này. Nhà khoa học tài ba, có vấn đề tâm lý và không yêu thích cái sản phẩm mình tạo ra nhưng mà vẫn phải làm. Tại sao không phải là thầy Bạch? Waterway. Nhưng mà Tommy Shelby trông có một cái sự bụi hơn. Thomas Shelby sau cái Peaky Blinders ấy thì nó toát ra một cái vẻ kiểu bụi bụi, chảy chảy và có một cái nỗi buồn gì đấy rất là sâu thẳm. Cái ông Oppenheimer thì cũng thế, là ông ấy tạo ra một cái vũ khí mà thay đổi cục diện của cả thế giới sau này ấy. Thì ông ấy nên có một cái như thế. Còn ông kia bắn đá thì đúng không? Làm sao mà nó có cái chiều sâu về mặt tâm trạng thế được đúng không? Có một cái là nhiều người bảo là Nolan làm phim lịch sử không hợp lắm. Và sau hơn 20 năm ấy, thì kể từ Insomnia thì mới có một bộ phim của Nolan được dán nhãn R. Tôi nghĩ là Oppenheimer được cho là sẽ có yếu tố sách này và có ngôn ngữ gọi là tục tĩu.
ngôn ngữ tục tĩu được và thông cảm được, tại sao lại yếu tố sex? Người ta này kiểu khỏa thân khi chế bom à? Không, chắc là chế bom xong kiểu thành công xong sướng quá, xuất. Và cuối cùng chúng ta có Conan, một cái tên không thể nào quen thuộc hơn. Lần này thì chúng ta có tổ chức áo đen nhưng mà chắc chắn là vẫn không giải quyết được vấn đề gì. Nội dung thì chắc là Conan phá một vụ án xong rồi tổ chức áo đen xuất hiện và tỏ vẻ bí ẩn. Tôi nghĩ là nội dung thì cũng không có gì để và suy nghĩ nhiều, nó vẫn typical phim Conan thôi. Tôi nghĩ là đoán thì chỉ có đoán xem là nó có vượt được Doraemon hồi tháng 5 hay không thôi. Tại vì ở Nhật thì Conan nó vẫn là một cái pháo đài ấy. Ở Việt Nam thì chưa chắc, tôi hỏi xung quanh thì cũng thấy nhiều người cũng ngán Conan lắm à. Flex người yêu lần 3, người yêu của tôi toàn xem Conan để ăn cơm. Tôi xem Conan để ăn nhiều. Không hay. Vừa rồi là cảm nhận của hai đứa ngẫu nhiên trên mạng về những bộ phim vừa qua trong tháng 6 và sắp tới trong tháng 7. Còn bạn thì sao? Bạn đã xem phim nào, yêu thích phim nào và mong chờ phim nào? Thì hãy để lại bình luận phía dưới. Ngay bên dưới cái bình luận chuyển link mua tai nghe. Đây là Vịt và đây là Linh. Xin chào và hẹn gặp lại.